cái chương trình này ha, mình sẽ đi rất là nhiều, đi nhiều tỉnh nè, để cho các bé nè, mà vài bữa nữa có đi với cô Diệp Hương nữa không? Có. Giỏi quá, bây giờ cô Diệp Hương cảm ơn con nhiều nha. Các bạn ơi, em thương lắm, em bây giờ em phải chạy từ đây xuống dưới dưới Long An á, mà để em hát nữa. Một tràng pháo tay thật lớn cho bé Mai Phương 4 tuổi. Rồi, mẹ bà nấu xuống nè nha, bà tặng. Trời ơi, hát thì hát bài nhạc Cẩm Ly mà cái giọng Diệp Hương.